đây rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng con này, con này to anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng con này to anh em ơi. Ấy mút mút anh em ạ. Ui nó mút đấy, em bao nhiêu được. Ấy đang đây rồi. Ui. Ui hàng anh em ơi. Ui. Đây rồi. Ui. Ui hàng anh em ơi. Ui. Ui hàng hàng. Ui. Hàng anh em ơi. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phương Thảo Fishing. Hôm nay đi đến một địa điểm rất là xa anh em ạ, đi tận bên Kiến Thụy, cách nhà em 40 cây, đi khoảng 1 tiếng rưỡi với thứ lời. Sạc kinh khủng luôn mà nay địa điểm đẹp cực kỳ quá. Này đánh bằng cần siêu cường đánh đài. Rất tiếc là ôi chết rồi. Cây siêu cường này em chưa buộc trục đài các bạn. 6.3 các bạn nhá. Cần này bao khỏe luôn. Này hôm nọ đợt trước đánh nục nên là chưa buộc lại chụp đây. Chết rồi. À, không sao. Chụp này em buộc móc linh hình ra là vẫn đánh đài ok. Không phải lo. Và bỏ được cái bộ lưỡi đài đây. Hay đánh một chìm một nổi anh em nhé. Chờ đó thôi. Có trong đây nó bị rối gì. Vừa ra đồ xong anh em ạ. Bây giờ là quánh thôi. Tầm này cũng 9 giờ đi sang bên đây, nó mất thời gian quá. Em đi từ 6 giờ, giờ 9 giờ mới sang tới đây anh em ạ. Vã giải mồi cho cá nó vào. Đấy. Mồi hôm nay đi về vác cả bột mì đấy anh em, hôm nay đánh đài đánh cả bột mì. Wow, chạy xa xôi quá. Chai nước khoáng anh em này. Khổ thân quá, em nọ đi câu về em lại để cái túi bột mì ở bên ngoài này, mấy con chuột. Các bác nhìn này, mấy con chuột nó cắn bé bét à, sợ rồi. Không hiểu đúng không? Ăn cái gì mà răng chúng nó sắc thế. Bẩn hết cả chai nước khoáng. Cho hết tí bột mì vào đây anh em nhé. Ok. Mồi chua anh em ạ, chua lét luôn. Ủ chua. Anh em ạ. Đài cần đài 6.3 đấy. Siêu cường 6.3.
mút đấy anh em ạ. Ui nó mút đấy, em bao nhìn đấy đang đang. Đây rồi. Ui ui. Ui hàng này anh em ơi. Ui ui ui. Đây rồi. Ui ui. Ui hàng này anh em ơi. Ui ui ui. Hàng hàng hàng. Ui. Hàng 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 anh em ơi. Ui vãi. Con gì đây? Ui ui vừa 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 anh em ơi. Ui. Hàng hàng hàng. Ui giời ơi mà chạy đâu em ơi. Ui. Ui con này, con này khỏe lắm anh em ơi. Cần siêu cường 6.3 này. Mày chạy đâu? Ui dồi ôi. Lên, bò mày lên luôn. Đóng hai lưỡi anh em ạ. À trời. Ui lên lên lên. Ý giời, đợi anh chứa được con hàng đầu tiên các bác ạ. Đấy quá. Vật 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 anh em ơi. Vật vật anh em ơi, con này bự chưa các bác ơi. Trời ơi, 6.3 đánh siêu cường. Nó vịt xuống thật. Vượt nào mà giờ trong cái dòng loại cá. Cá ui khỏe lắm anh em, ui sao được con vượt đây không biết. Vào vào vào. Bò con này lên anh em. Ui giời, dãy hả cái gì. Vào đây, vào đây, vào đây. Ui tuyệt vời. Ui ui. Này tuột. Không sao, cái này nó đóng vào lưỡi đơn thì nó có ngạnh không cao anh em ạ. Wow. Lưỡi đơn có ngạnh không thể ra được. Vượt hơi ngắn. Ok. Wow ơi. Ui, đóng con vượt xuống cho anh em ơi. Này các bác nhìn này. Dã man. À, nó còn cắn. Đợi đúng đến trưa rồi các bạn, tầm này đúng tầm trưa mới được con này đấy. Tầm này bọn này nó đi săn mồi. Vịt đẹp thật. Ok. Wow. Anh em nhìn chưa, đây rồi, cá thiên nhiên các bác nhìn này, gãy nó gãy. Anh em nhìn chưa. Chuẩn bài cá thiên nhiên anh em ạ. Ui con đầu tiên phê như con tê tê. Vào vào luôn rõ anh em ơi. Sướng quá. Wow. Cho vào đây quá ơi. Con đầu tiên phê quá. Đã quá anh em ạ. Ơi, anh em thấy mù chùa đánh sướng không? Không hề xuống rồi, không vào mù của chúa em đánh lên vực vào mù của chúa rất là nhiều lần này. Đã thật đấy. Wow. Gió quá. Đợi cái này trời nó nắng nhưng mà nó mát anh em ạ. Phê thật đấy. Không có gì tuyệt vời hơn mai mù của chúa. Chinh chiến thôi. Thank you.
tầm mút đấy. Đây rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng con này, con này to anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng rồi anh em ơi. Ui, hàng hàng con này, con này to anh em ơi. Ui giời, vượt 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 anh em ơi. Ui lại vượt rồi, vượt rồi, con này to. Mà chạy á. Ui đi cướp ác đi. Bỏ lỗi anh em ơi, bỏ lỗi, bỏ lỗi. Con này to lắm. Ui. Cần siêu cầm của tao con này thì mày chạy bằng mắt. Ui các bác ơi. Bò cần siêu cường. Ui giời. Mày chạy gì đâu, bò trực tiếp luôn. Ghi hẳn lên luôn. Tao ghi luôn. Cần siêu cường quá nhưng mày cũng chạy á. Cáo vượt các bạn. Ui cáo vượt con này đóng khỏe lắm. Ui cuốn rồi, cuốn rồi. Ui đi, cướp cướp đi. À chà. Bò mày nhìn. Ui giời, đóng hai nữa nói gì chạy đâu em ơi. Bà phải bỏ run tay anh em ạ. Rồi, bỏ lỗi mà đến ngày. Dễ vỏ mắt. Cần siêu cường đánh khỏe lắm anh em ạ. Bộ môn tay này. Con này cứ vỏ mắt anh. Phế quá. Vật 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 anh em ơi, phế quá. Rồi, ôi. Vào đây. Cá vược này nó là số 1 về cá săn mồi. Nó đóng thì kinh khủng lắm. Rất tiếc nay gặp tao thì mày xác định đi. Ui, anh em ơi con vược to chưa? Này, các bác nhìn này. Ui, nó đóng phát. Đóng từ ngoài đóng vào luôn. Chạy đâu. Hai con luôn anh em ạ, cá trùng ngon thế. Này, cá vược. Mà con này nó sắc lắm anh em ạ. Các bác phải cẩn thận nhé. Cấu thằng trưa bây giờ mới đóng được à, cuốn sợ thật. Giống này nó hay đi săn mồi theo đàn anh em ạ. Ui, theo sợ. Đấy cũng không, trên ba. Này, anh em ơi, cá đi săn mồi theo đàn ngon chưa các bác này. Hôm nay, bọn em về hấp mệt rồi. Được hai chú phê quá anh em ơi. Phá rõ, phá rõ. Tay run quá, chân tay ngồi hãi còn run anh em ạ. Không phải là bình thường. Tuyệt vời. Wow 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 wow. Tuyệt vời quá. Sướng thật. Đen quá anh em, vừa ngồi lằng nhằng đang đứng con ong nó bay nó xin nó đốt thẳng mau vào rìa mắt cho bác nhìn này, sưng ở đây này. À, đốt sưng mọng hết rìa mắt này, dã man quá. Mắt cứ chớp này. Ngồi trưa nắng này đang ngồi ngâm ngâm cái nhìn cái nó bay qua thế quấn mũi tay cái mà đốt thẳng mắt mày. Mày là đốt bên ngoài đốt ở trong chết. Tao hết cả mắt mũi. Đó, anh em nhìn thấy câu cái làm video cho anh em rất là vất vả đấy, không đơn giản đâu, nắng quá. Rồi làm tí cho nó khoáng bác nhá. Này này là hàng ngon lắm. Bột mì để trong kia mà nó bắn bẩn hết chai này. Cái này nó chỉ bẩn ngoài vỏ thôi. Khát quá anh em ạ, nắng. May là nay được là có tí gió. Sàn hàng này mình xuống các bác thấy cá biết xuống. Cực kỳ xuống luôn. Cá đang cuốn ổ đánh rất là sướng em, mà mắt em nó khó chịu quá bạn. Nó cái con gì nó bay vào mà bây giờ không có nước rửa mắt ấy, cứ sưng nó càng ngày bao nhìn nó càng ngày càng sưng khó chịu quá. Là chắc em phải thu đồ về sớm anh em ạ. Tiếc quá, cá giờ nó vào nhiều.
kiểu đang ăn mạnh mà rất là tiếc em đi hơn 40 cây sau đây cơ, mà mắt là khó chịu quá, sưng vù hết mắt anh em ạ, nó cứ càng dãi càng sưng mà không có nước rửa mắt, đen thật đấy. Này phải đục tu đồ về rất tiếc em, ngồi không chịu nữa này. Cầy em đánh công nhận là sướng thật anh em. Anh em nào thích đánh cần thi đấu ấy, bò cá ngay, cần khỏe thì liên hệ em nhé. Cây này em đang có size từ 4m, từ 5m4 đến 6m3. Cái này chỉ dành cho anh em đánh dịch vụ hoặc đánh cá to bò nó sướng tay. Mà đánh lại sướng thật, khỏe đã man luôn. Cá kéo được khúc khúc đút rồi. Bền, cái này đánh được. Cái chúng nổ nó cực kỳ dày anh em. Đánh cây này không thể chê đâu đó. Trước em mang đi quẩy mấy rô phi loại 2 cân thì cứ một phát mà cho lên bờ luôn. Bỏ thế anh em xem nó sướng mắt. Qua thấy video của em hay like share nhiệt tình nhá. Đi làm một video cho anh em xem, chung là nó cũng rất là kỳ công. Thời gian lắm. Hôm nay em bận đấy, nhà cửa đang xây là mồi em dừng lại em không bán nữa. Các bác đừng hỏi em đấy nhá. Hôm nay bận không làm được mồi, trả hết đơn thì thôi. Các bác đặt nhiều quá ra làm nó mệt, không có thời gian làm. Về thôi anh em ơi. Cái bao đựng cần đâu nhỉ? Còn cuối thì em bo cái này căng quá, em bo băng chết thôi. Giật phân bo phát nó cho nó lổi luôn, phi thẳng vào luôn. Em đánh toàn đánh bạo lực cho anh em xem sướng mắt, chứ còn đánh con cá mà để dòng dòng được thì nó xem video nó không hay. Đánh không dây an toàn luôn anh em ạ. Không cần dây an toàn. Tôi toàn cái hoa cỏ may nữa. Mắc ở đây rắt. À, cho nó vào cái túi xe. À cái này không phải túi của nó anh em ạ. Cứ đút đi. Túi nó to hơn tí, nó rộng hơn. Ngứa mặt quá anh em ạ. Khó chịu thật đấy. Cái con gì bay vào bực thật. Rồi, cho anh em xem thành quả. Hai chú vượt to luôn anh em ạ, phê quá. Bọn này nó đi săn mồi toàn đi thâu đàn này, thì khi đã đóng được cái giống này thì anh em dễ đóng được mấy con ấy. Lần nào em câu cũng vậy. Bác nhìn chưa? Cái này trung bình chắc là cân rưỡi hai cân một con anh em ạ, một kéo phê thật. Wow. Rồi, về thôi anh em nhé, về quá, đã rồi, đã rồi. Nên đổ về thôi.